Quy Thành ơi, em bảo nhá, dạo này anh rất là xấu trai vì kiểu tóc này luôn ấy. Bây giờ em sẽ đưa anh đi cắt tóc. Anh là phải nhuộm lại này, xong rồi cắt bỏ cái phần vàng vàng hoe hoe này đi. Thế á? Ừ, mà trong mạng người ta bảo là đầu cắt moi ấy. Anh không cắt đầu cắt moi đâu, các bạn ơi, ông cứ đưa anh đi cắt đầu moi làm gì đúng không? Ừ, biết đâu lại hợp ấy. Các bạn thử xem anh Bê Quy Thành cắt đầu cắt moi sẽ như thế nào nhá. Thế là bây giờ em đưa anh đến quán cắt tóc hả? Ừ, đúng rồi. Ở trước khi đi các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh và đặc biệt là xem quảng cáo ủng hộ anh Quy Thành và Triệu làm thật nhiều video mới nhá. Còn ok, bây giờ em dẫn đường đi. Ok, let's go. Go 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 go. Tựa game này có tên là Escape the Evil Barber Shop, tức là thoát khỏi tiệm barber. Ơ quỷ, tưởng đi cắt tóc mà. Ok à, thế đến nhầm rồi, thôi vào đi. Đến nhầm vào đi ơi các bạn ơi. Cả cái thị trấn này có mỗi một nhà cắt tóc thôi. Barber shop nữa à. Nghe có vẻ uy tín, cắt tóc đẹp đấy. Đúng kìa. Rồi. Ui, vào thôi, vào đi các bạn ơi. Wow, thật là một ngày đẹp trời để cắt tóc. Đúng rồi, vào mùa nồm ở miền Bắc mới đi cắt tóc các bạn ạ. Chào, tôi hy vọng cái ổ chuột này. Cái tiệm cắt tóc này. Ủa cái gì ấy? Papa là gì ấy? Cắt tóc gì mà lại trói khô cổ anh lại đi kia hả ông? Sao thế? Ừ, em đưa anh đến quán cắt tóc rồi mà em lại hỏi là anh chịu. Ôi dồi ôi, các bạn ơi, ông đưa anh đến quán cắt tóc gì mà người ta không cắt tóc cho anh, người ta trói khô cổ anh lại này. Không dễ được. Không, nhưng mà anh tự thoát ra được kìa, người ta bảo anh bấm là được. Anh phải cắt cái giày ra. Ui đấy ông được. Ui. Đấy, thấy chưa? Đấy, bây giờ vào ghế ngồi đi. Chọn một kiểu tóc đi. Có ai cắt tóc đâu. Cắt một kiểu tóc của khá bảnh đó. Không, anh thế... không làm khá ngu đâu. Thế hay cạo chọc nhá. Không, anh không làm đại sư huynh đâu, đi tu đâu. Thế thì đi vào phòng sau xem nào. Có ai ở đây đâu. Không có nhân viên nhỉ. Không mở được cửa ông á. Ô đi đâu ấy. Đi đâu. Làm gì ấy. Đẩy cái tủ này đi đâu. Đến gần cái cửa thông gió này để mình thoát khỏi cái cửa tiệm cắt tóc các bạn. Ý bây giờ mình nhảy lên đấy gì. Ờ, có ai cắt tóc cho mình đâu. Khéo mình bị nhốt ở đây mới bị trói. Thôi rồi, thôi đi ra đi các bạn ơi. Ừ. Ông lừa ai đến cửa tiệm cắt tóc gì ấy, chả ổn tí nào. Ôi dồi ôi. Đây, đây là những cái loại thuốc nhuộm các bạn ạ. Ờ, có thể là thuốc nhuộm hồng này, nhuộm đỏ này, nhuộm xanh nước biển này, ghê chưa. Nhưng mà cái đổ ra sàn nhà này là nhuộm màu hồng. Ờ. Ai không nhuộm màu hồng đâu. Nhuộm màu hồng là BD à? Gì đấy? À! Chết rồi Thành ơi. Ui! Ảo chưa? Bay lên, bay sang bên kia nhanh lên. Nó xì cho anh quả bong bóng thì anh có thể bay được các bạn ạ, xì thật sự. Rồi. Đấy, đây lại tiếp tục là phun thuốc nhuộm tiếp các bạn ạ. Lần này là màu tím, màu đỏ và màu xanh lá cây. Bên Thành sẽ nhuộm màu xanh lá cây một màu tóc cỏ dại. Ừ, anh không nhuộm màu xanh lá cây đâu, anh sẽ nhuộm màu đen. Ok kéo kìa. Gì ấy? Ôi, Bê Quy Thành đã bị màu xanh lá cây xâm chiếm và đã bị chia tòi. Ừ, như anh lại vẫn spa ở đây. Ừ, rồi, anh đang may mắn là chạm chân vào cái điểm đấy. Cẩn thận nó xiên, nó cắt đấy. Đó, thấy chưa? Kéo này cắt tóc cái gì, cắt cả người còn được. Các bạn là to như thế mà. Ê, đi tiếp đi. Phòng này phòng gì đây? Ha, à, lên leo. Cứ tưởng là được đi cắt tóc, cuối cùng là phải thoát khỏi tiệm cắt tóc, các bạn ạ, bất ổn thật. Đây là một cái chỗ như kiểu được cấp nước cho tiệm cắt tóc này ấy các bạn ạ. Ui giời ơi. Trời ơi. Đi đến điểm cái điểm check đi, không có lại bị spawn từ đời nào bây giờ. Không sợ. Ơ? Ôi, nhân viên. Thợ cắt tóc. Đúng rồi. Ha, anh không nên ở đây. Thế ở đâu? Xin lỗi nhưng tôi phải yêu cầu anh đi ra khỏi đây. Cái mặt ông cắt tóc kìa các bạn, răng biến thì răng nanh luôn. Ồ. Rõ ràng là mình ở tiệm thế ai đâu, ông bảo không được ở đây. Thế ở đâu? Ở đâu có lâu mới nói à? Nhưng mà vừa nãy ông ấy vẫn là người bình thường nhưng bây giờ ông ấy bị làm sao ấy? Ôi, ông ấy bóp cổ ấy, ông ơi. Ông biến thành zombie à? Chạy đi. Đồ. Ui chậm rồi. Ôi, chấm vào cái màu xanh là chậm. Ôi dồi ôi. Ôi sao? Được cái đầu đây. Ôi đầu xù à, ôi đầu xù rồi. Đi. Ông ơi, không ổn rồi, đầu xù. Đừng có chạm vào cái màu xanh là được, nhảy lên. Ừ, chúng ta mà chạm vào cái màu xanh chúng ta sẽ bị làm chậm đâu các bạn ạ. Nhanh lên. Không sợ đâu. Nhanh lên. Rồi. Đấy, ông ấy biến mất rồi các bạn ơi. Ông sẽ spawn ở một chỗ khác.
sau, đằng sau cứ đi đâm vào đầu. Cái này là dao cạo ấy các bạn ạ. Người ta lấy, người ta cầm cạo 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 như này nè đó. Tôi sợ. Một phát quá luôn. Ui, có một bạn nào đấy chết ngất ở đây. Không, nó là con man nơ canh. Man nơ canh, man nơ canh. Cái gì vậy? À, thuốc nhuộm đấy, hóa chất đấy. Mình mà xuống đấy mình nhuộm cả người à? Cái gì vậy? Ai gọi bạn đấy? À, tao bảo nó man nơ canh mà. Man nơ canh cái gì? Ui, nó là ma ơi, đấy. Nó đấm anh Bê Quý Thành chết, nó ra vào nhà vệ sinh rồi. Ôi trời ơi, man nơ canh cái gì có mà con ma thì có ạ? Kìa kìa, có cái viên gạch nó khác kìa, thấy không? Ôi trời ơi, cái gì đấy? Búa ở đâu đấy? Búa thò à? Ờ. Nhặt búa lên, đập cái đỗ chỗ vỡ này ra. Bụp, bụp, sao không vỡ? Xa ra. Ê, đập chuẩn vào xem nào. Đấy, đấy. Ui. Sao, sao, sao lông tóc lại có máy chém này các bạn? Ôi chết rồi, sao lại dẫm đúng vào lava thế? Đồ ăn hại. Lava đấy. Lava làm chết người ta các bạn. Đi đi. Uiu. Điều tiệm cắt tóc lại có rìu này. Đi thôi, rồi lấy búa cầm lên, đập đi. Hay quá. Ui dồi ôi, cẩn thận những con man nơ canh này. Đấy, ui nhiều man nơ canh lắm luôn. Có nhiều kiểu tóc lắm, Bê Quý Thành ạ. Ơ, cái gì đấy? Ơ. Ui anh ơi, em thấy có kiểu tóc Son Goku kìa. Đâu? Ở đằng sau anh á. Đằng sau ạ. Đấy, 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 thấy chưa? Son Goku. Đúng rồi. Bây giờ làm thế nào để tắt cái cửa laser đi kia kìa, thấy không? Ấy, được rồi. Mình cũng chả hiểu tại sao nó được các bạn. Không hiểu nhưng mà tắt được là được các bạn ạ. Ờ. Ui giời. Ôi giời, tính rồi đấy. Gì vậy? Ha, cái tay nắm đấm hơi á. Rồi. Cái này vào đấm khách hàng à? Ờ. Khách hàng nó cắt tóc đấm bụt phăng vêu mồm luôn các bạn ạ. Hay là để chồng chị những đứa cắt tóc không trả tiền. Ừ. Đấy, 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 cẩn thận đấy. Không sợ ông ơi. Anh cao thủ rồi. Ờ. Ui. Ê, anh cao thủ rồi. Nó có cái tia laser người phát chức ra luôn. Chúng ta làm lại. Làm lại, làm lại. Làm lại nè. Đây phòng gì đây? À, phòng này cung cấp hơi nóng các bạn ơi, kiểu đun nước nóng cho salon hả, để gội đầu đúng không? Đúng rồi, chắc thế rồi. Không được, không được, không được. Rồi. Ui, chui vào ống luôn các bạn. Ủa? Mình à? Ừ, mình vừa chui vào ống của đây luôn. Đây, cầu thăng bằng các bạn ơi. Ở dưới này chắc là dầu gội đầu. What the hell? Dầu gội đầu màu xanh à? Ừ. Cái này nó vỡ đấy. Đi xem bên kia. Thử đi qua này. Đấy, nó vỡ đấy rồi, em bảo rồi. Nhưng mà anh thông minh lắm, anh chạy một mạch qua, anh đâu có đứng lại ngắm cảnh ở đấy đâu. Chỉ cần chạy nhanh là được các bạn ơi. Ủa, sao quá rồi. À, bên kia có nút bấm các bạn ơi. Ừ. Đây này, chắc là chúng ta phải bấm cái nút bên này trước. Đúng rồi. Thấy không? Nó rút hết cái nước đi. Ừ, nó rút nước đi. Xong bây giờ mình phải quay lại. Cẩn thận chết nha. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Quá đơn giản. Rồi. Đi bên nào ốc? Bên kia có cần gạt, phải đi cả hai bên. Ờ, phải đi cả hai bên. Rốt cuộc là chả phải đi bên nào mà đi hai bên luôn các bạn. Đúng rồi. Rồi. À, để mở cái cửa này các bạn ạ. Ừ. Chúng ta phải kéo cái cần gạt bên kia nữa. Ôi. Ôi 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 ôi. Ôi giời, xịt khói luôn các bạn ơi. Xịt khói màu xanh lá luôn ấy. Không sao, càng nhanh qua bên này hơn. Qua này, qua này. Ok chưa? Ok. Cửa mở. Cửa mở rồi các bạn. Ồ, có một cái thang. Đi rồi ấy. Đi bình tĩnh thôi, kẹo chết bây giờ. Không bao giờ sợ chết. Chết đấy lại bảo tại số. Đấy là tại ngu chứ tại số gì hả? Rồi lên. Thoát chưa? Chưa chưa chưa. Ô thoát rồi. Ô đi ra được đường rồi các bạn ạ. Đây hình như là cái cửa sau nó ấy, không phải là tiệm cái tóc kiểu trước, cửa trước các bạn ơi. Ờ. Đấy, trong cái thị trấn này nó có những cái ngôi nhà và ở đây có một tiệm cắt tóc duy nhất thôi. Ôi, cái gì đấy? Ôi trời ơi. Thợ cắt tóc cầm
lỗi của lái xe cơ các bạn ạ. À. Nhảy lên. Ủa ông ấy lái xe qua chỗ kia kiểu gì? Ôi, đấy. Ảo thế. Đi. Bên kia. Ấy, ông ấy bắn đấy. Ui, mình phải né những cái chỗ ông ấy bắn ra các bạn ạ. À. Đúng rồi. Đây, rẽ phải. Ông kia còn lâu rồi. Ôi, cẩn thận máy chém các bạn ơi. Ông ấy biến mất rồi à? Mày có ông ấy lái xe, ông có vác súng thì ai mà chơi lạ. Eo, cái thị trấn mà anh Bê Quy Thành sống sao nó có cả bẫy ở bên ngoài này. Thị trấn ở Bình Dương à? Ờ, cái thị trấn này ở Bình Dương rồi các bạn ơi. Ủa rồi. Bóng bóng. Đấy. Rồi. Bay lên nào em bay lên. Bay vào máy chém. Bay vào máy chém. Cái đầu heo bên làm sao mà dễ chết thế được. Rồi đây có chìa khóa nè. Phải parkour lên đúng không? Anh biết mà, anh định nhảy lên rồi sao lại đâm đầu. Rồi. Ê, mở cửa này ra là thoát được nó. Mở cửa ra cho nó ngâm vào phòng. Nó cùng anh hát và cùng chơi múa phòng. Dê, bọn mình đã chiến thắng rồi đúng không? Đúng rồi các bạn ơi. Vậy là hôm nay anh Bích Cô Thành tính đi cắt tóc nhưng mà gặp ngay quán cắt tóc khiến người khác phát khóc các bạn ạ. Như là bắt mình lại, xong rồi tra tấn mình. Không cho mình chạy đi và bắt buộc là mình phải trốn thoát khỏi cái tiệm cắt tóc đấy. Lần sau đừng có mà anh dẫn anh đi vào mấy cái tiệm cắt tóc như thế đấy ông nhá. Ừ, thế chắc bây giờ bọn mình sẽ đi cắt tóc thật đây các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ ấn like video, đăng ký kênh cho bọn mình và xem quảng cáo nhé. Bye bye.